Xin chào mọi người, hôm nay công ty Huy Phúc xin giới thiệu về dòng sản phẩm thăm mưa 24 giờ. Đây là dòng sản phẩm cơ như mọi người, là hầu hết là các hệ thống chiếu sáng hoặc là hẹn thời gian thực đó thì sẽ sử dụng cái sản phẩm này từ trước nay rồi, thì mọi người chắc cũng sẽ biết về cái sản phẩm thăm mưa 24 giờ đây. Còn đây là dòng sản phẩm thương hiệu GIT xuất xứ Ấn Độ nha mọi người, rất là đẹp. Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ Ấn Độ, cung cấp đầy đủ chứng từ COCV cho mọi người luôn. Với mã hàng là J648B1, với nguồn cấp là 240V AC, thì ở đây nó sẽ có một kênh điều khiển timer 24 giờ. Với cái thời gian cài đặt ngắn nhất cho cái dòng cơ này là 15 phút nha mọi người. Mọi người điều chỉnh được thời gian theo thời gian thực tế hoạt động của hệ thống chiếu sáng hoặc là tưới tiêu đó. Đây mọi người nhìn thấy, đây là một trong những cái sản phẩm màu như là truyền thống về timer 24 giờ dạng cơ, rất là đẹp luôn á mọi người ơi. Thương hiệu GIT xuất xứ Ấn Độ, được nhập khẩu và phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ kỹ thuật Huy Phúc. Rất mong mọi người có thể liên hệ đến công ty để biết thêm chi tiết về sản phẩm cũng như là giá. Chúng tôi có rất nhiều đại lý trên toàn quốc để mọi người có thể dễ dàng liên hệ và mua sản phẩm. Xin cảm ơn.